Tin Giáo hội Việt Nam. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Hôm thứ Hai ngày 21 tháng 5 năm 2018, Tòa thánh Vatican công bố Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Tổng giám mục hiệu tòa Africa, hiện đang là sứ thần tòa thánh tại Zimbabwe, làm sứ thần tòa thánh tại Singapore và kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Đức Tổng giám mục Zalewski sinh ngày 2 tháng 2 năm 1963 tại Augusto, thuộc giáo phận Lomza, Ba Lan. Ngài được thụ phong linh mục ngày 27 tháng 5 năm 1989 tại nhà thờ chính tòa Tổng lãnh Thiên thần Michael ở Lomza. Ngài đã theo học tại Đại học Giáo hoàng Georgiana và tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật năm 1995, đồng thời còn tham dự các khóa học ngôn ngữ và chương trình của trường ngoại giao tòa thánh. Tháng 7 năm 1995, Ngài tham gia ngành ngoại giao của tòa thánh và phục vụ trong nhiều sứ vụ ở nhiều nơi như Cộng hòa Trung Phi, Liên Hiệp Quốc, Anh, Đức, Thái Lan, Singapore, Malaysia. Ngày 25 tháng 3 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Ngài làm Tổng giám mục hiệu tòa Africa và sứ thần tòa thánh tại Zimbabwe. Đức Tổng giám mục Zalewski chọn câu Chúa Kitô, ánh sáng ban sự sống, làm châm ngôn cho sứ vụ giám mục. Ngoài tiếng mẹ đẻ, Đức Tổng giám mục Zalewski còn thông thạo tiếng Ý và tiếng Anh. Ngoài ra, Ngài cũng sử dụng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Trong chức vụ đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Zalewski sẽ tiếp nối công việc của Đức Tổng giám mục Leopoldo Grigelli để tạo điều kiện giúp Hội Thánh Việt Nam được hiệp thông cụ thể với Đức Thánh Cha, với các cộng sự viên của Ngài, cũng như với Hội Thánh khắp nơi trên thế giới.